MG xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Hiện tại thì MG đang có mặt bên cổng bệnh viện Thống Nhất đây, cổng 2 trên đường Cách Mạng Tháng 8 đây. Thì bây giờ thì gia đình chúng ta thấy khu vực này thì bây giờ đường mở rộng ra rất là thông thoáng ha. Nhưng mà hiện tại thì cái lượng bệnh mà khám chữa bệnh đây cả nhà mình thấy là đông nghèo nghèo phía trong luôn. Bây giờ thì không biết sao người Việt Nam chúng ta thì bệnh rất là nhiều, và những cái bệnh viện gia đình chúng ta thấy là bệnh viện lớn như thế này nhưng mà luôn luôn ở trong cái tình trạng quá tải hết, không thể nào mà phục vụ hết cho được tất cả các bệnh nhân. Xung quanh bệnh viện thì gia đình chúng ta thấy nhà thuốc tây này, dụng cụ y khoa là mọc lên như nấm luôn. Đây là một cái điều mà rất là gọi là thường thấy ở tất cả các bệnh viện ở Việt Nam chúng ta. Thì bây giờ thì gần như là người Việt Nam chúng ta bệnh rất là nhiều, bệnh đến nỗi mà bây giờ bệnh viện có mở rộng ra với bao nhiêu thì nó cũng nằm ở trong cái tình trạng quá tải hết. Thì phải nói là sức khỏe của người Việt Nam chúng ta hiện tại thì phải nói là gọi là mang bệnh rất là nhiều. Tuy rằng là cái tuổi thọ có tăng, trung bình có tăng, nhưng mà cái bệnh tật thì nó kéo dài. Phải nói là như là giống như là phải thời gian mà sống chung với bệnh nhiều thì thứ nhất là tốn chi phí nè, thứ hai là sức khỏe mình nè, thứ ba là ảnh hưởng đến người thân gia đình nữa, thì phải lo lắng phải nuôi mình nữa. Có những người mà sức khỏe người ta không đủ tốt, không tự phục vụ được thì phải cần đến sự giúp đỡ chăm sóc của gia đình. Đó, đây cũng là một cái điều rất là khó khăn đối với cái sự phát triển kinh tế của đất nước. Thì ngay một cái đứng đường đẹp như kế bên bệnh viện đi thì quá trời cái cửa hàng gọi là mọc quanh bệnh viện rồi. Thì ở đây thì cách bệnh viện có như 20m, 30m thôi, nhưng mà những cái mặt tiền lớn như gì, những cái gọi là mặt tiền đơn, mặt tiền đôi như thế này lại không kinh doanh được, dán bảng cho thuê. Đây thì phải nói là không biết phải nói sao nữa, khu vực này quá đẹp luôn nè. Ở nhà mình thấy là bên đường cũng vậy, không kinh doanh được phải đóng cửa cho thuê. Đó thì những cái mặt bằng đôi như thế này để cho thuê mặt bằng mà quá đẹp chứ đâu phải là một bằng nhỏ đâu. Mặt bằng này thì cho thuê một tháng thì ít nhất cũng 5-70 triệu một tháng. Hiện tại thì coi như là thua rồi. Tình hình kinh doanh của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta giai đoạn cuối năm 2023 thì phải nói là cái sự phá sản nó tăng vọt, và cơn lốc luôn, cơn lốc mà trả mặt bằng của các nhà kinh doanh thì bây giờ gần như là những cái mặt tiền căn gốc mà ngay ngã ba như thế này quá đẹp luôn, hai mặt tiền nhìn là thấy là cực kỳ sáng tài luôn, nhưng mà hiện tại thì vẫn đóng cửa như thế này, không kinh doanh buôn bán gì được hết, làm cho người ta thấy là tình hình kinh tế của chúng ta thấy đó, những cái người mà gọi là có những cái mặt bằng đẹp thì kinh doanh cũng không được, mặt bằng lớn kinh doanh cũng không được lỗ, mà mặt bằng nhỏ kinh doanh thì cũng te tua. Kể cả người bán hàng rong bây giờ nữa, kể cả những anh chạy xe ôm công nghệ thì gia đình chúng ta thấy đó, thì vẫn ngồi chơi như thế này, và bây giờ rất là vắng khách luôn. Ai thất nghiệp thì cũng ra làm xe ôm công nghệ hết, cho nên là càng về lâu thì gia đình chúng ta thấy rằng là cái nghề xe ôm công nghệ này thì bây giờ lượng gọi là cung cũng vượt cầu. Tài xế công nghệ thì hàng ngàn hàng vạn, nhưng mà lượng khách thì càng ngày càng đổi đi, cho nên là kể cả các tài xế xe ôm công nghệ bây giờ thì gần như là cũng cầm cự, gọi là làm nhưng mà ngày kiếm 100-200 là đỏ con mắt luôn, không đủ chi phí cuộc sống ngay chỗ giữa trung tâm thành phố Sài Gòn này. Có những mặt bằng lớn như gì mà bây giờ cũng cho thuê đi, mà dán bảng mà không ai cho thuê luôn, không ai thuê luôn. Đó thì nó khủng khiếp đến vậy đó, nguyên dãy là đóng cửa hết. Trong khi đường Cách Mạng Tháng 8 này thì kinh doanh sầm uất như thế này, mà bây giờ những cái mặt tiền bây giờ người ta cứ cho thuê, để bảng cho thuê, cửa đóng then cài hết, không làm ăn, không kinh doanh buôn bán gì được hết. Đó cho nên là đây cũng là một cái điều khó khăn rất lớn đến cái sự phát triển của thành phố cũng như là cái sự phục hồi kinh tế. Mà khi những cái dấu hiệu mà đóng cửa hàng loạt như thế này thì đây cũng là một cái thảm cảnh, một cái thảm kịch gọi là buồn cho nền kinh tế của chúng ta. Như gia đình mình thấy là bây giờ là đóng cửa hàng loạt như thế này đây thì quá thảm rồi. Đó thì gần như là bây giờ thì ngưng trệ hết tất cả các ngành nghề, và
cái những cái ngành nghề dịch vụ là những ngành nghề gọi là chết đầu tiên, trừ những cái dịch vụ giao hàng. Từ thời hiện nay thì quý cô bác anh chị và các bạn biết rồi, thì bán hàng online rất là phát triển, cho nên là cái dịch vụ mà giao hàng tiết kiệm, giao hàng nhanh rồi đó, thì giao hàng đó, những người giao hàng cho bán online đó, thì ok ổn. Còn lại tất cả ngành dịch vụ khác là như du lịch, nhà hàng, khách sạn hay quán ăn gì đó là bây giờ coi như là te rua ta đã hết rồi, gọi là không còn sức chống chọi nữa đó. Thì bởi vì mà cứ rồng từng ngày từng tháng ra thì sẽ dẫn đến một cái hệ lụy là bây giờ thì gồng hết nổi, thì phá sản liên hồi luôn. Cho nên là nhìn vào Sài Gòn chúng ta bây giờ thì nhìn nhiều bà con mà đánh giá giống như quê, vắng quá vắng và nó điều hiu quá. Rồi có những bà con mà ở bên Mỹ, Cali rồi nói là bây giờ người ta cũng bỏ mặt bằng đã chạy hết do thiếu nợ quá trời, tức là kinh doanh chịu không nổi như thế đó. Không những Việt Nam mà ở Mỹ thì cũng phải chịu tình cảnh chung với chúng ta, tại vì kinh tế gọi là suy thoái toàn cầu, và kể cả những cái nước mà chiến tranh nữa, rồi cấm vận nữa, đó là bây giờ là làm ăn gì cũng khó hết. Mình hồi buổi giờ là kinh doanh nó giống như cái gì nó rất là xa xỉ đó, thì cho thuê mặt bằng đó, nó thì bản dán gọi là khắp nơi luôn. Mà con đường cách mạng tháng 8 này thì quá vip rồi. Con đường cách mạng tháng 8 thì không thể chê được vào đâu được với cái sự nổi tiếng, một đường rộng mặt tiền đẹp như thế này, mà bây giờ thì mặt bằng là đóng cửa nguyên dãy không à? Không phải là đóng cửa một hai cái nữa, gia đình mình thấy đi, một cứ cách căn thì lại đóng cửa, cách căn lại đóng cửa, mặt bằng bây giờ là đóng cửa nguyên dãy chứ không phải là đóng cửa nữa. Đó nè, bên đây nè cũng vậy luôn đó, thì đóng cửa nguyên dãy để cho thuê mặt bằng rồi mì ý nè, võng xếp, tất cả bây giờ là tình hình kinh doanh mua bán thì bây giờ kể nhà người ta đang cho thuê để cho thuê nhà nguyên căn luôn. Giờ là buôn bán kinh doanh không được, người ta phải cho thuê lại luôn, tại vì bỏ luôn thì mất cọc. Tại vì nhiều khi là những cái nhà lớn này, chủ nhà bắt cọc 2 tháng 3 tháng thì khi giá trị nó lên mấy chục triệu một tháng, thì 2 tháng 3 tháng thì lên cũng mấy trăm triệu. Thành ra là bây giờ là phải tìm người cho thuê lại, thậm chí là họ cho thuê giá rẻ luôn, họ chịu lỗ một ít để cho thuê giá rẻ luôn, mà giờ không có tìm ra người để mà thuê. Tại vì bây giờ thì kinh doanh buôn bán thì giống như là bây giờ đầu tư ra thì đem tiền bỏ xuống biển vậy, cho nên là không dám làm đó. Thì bây giờ thì đa số là người ta đầu tư về các tỉnh, các vùng nông thôn thì để mà tăng gia sản xuất, giá thành nó còn rẻ thì làm cái khả năng nó lãi suất rất là cao. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì tất cả chi phí và giá thành, kể cả mặt bằng, kể cả nhân công, cái gì nó cũng mắc hết, thuế cũng mắc, cho nên là cái khả năng mà lỗ nó sẽ cao hơn đó. Thì cả nhà mình thấy rồi. Và đặc biệt nữa thì cái mà phát triển nhất của Việt Nam chúng ta đó là khi thấy là bất động sản. Bất động sản thì rất là dễ kiếm tiền và dễ làm giàu. Một cái căn nhà hoặc là một cái nền thôi, một cái nền đất thôi, xuất khẩu thôi, giá trị nhiều khi mấy trăm triệu, một tỷ, hai tỷ cũng tùy vị trí và tùy diện tích. Đó thì sang tan cái là lời mấy chục phần trăm rồi. Mà nhiều khi những cái thời điểm mà sốt đất đó, một cái nền như sang tay ngày 2-3 lần luôn, 3-4 lần luôn. Đó thì một cái nền mà từ khi mà phân lô ra để bán, tách thân lô tách thửa ra để bán, mà tới lúc mà một vài năm sau thì nó đã chuyển đổi chủ mấy chục lần, cả trăm lần rồi. Có những cái nền nó chuyển chủ cả trăm lần, hơn trăm lần luôn. Thì chưa đó nữa, thì bây giờ gia đình chúng ta thấy đi, người ta sang tay người ta lời mấy chục phần trăm, mà như vậy thì chuyển chủ, chuyển đổi liên tục như thế thì đến người mà thật sự có nhu cầu ở thì đã quá hớp rồi, không đủ tiền để mà mua nữa, giá nó đội quá cao, và bắt buộc là đến một cái giai đoạn nào đó thì bong bóng nó sẽ xì hơi. Và bong bóng xì hơi thì gia đình chúng ta thấy rồi đó, một cái nhà, một cái nền đất mà nó không xây được một cái viên gạch nào lên hết,
mà nó cứ tài sản nó cái giá trị nó cứ nâng lên liên tục như thế. Cho nên là khi mà nó xì hơi rồi á thì đâu có tăng gia sản xuất gì đâu. Giả sử như chúng ta sản xuất ra mặt hàng nào đi, máy tính, laptop hay là bóng đèn, điện quang hay cái gì đó thì còn tăng gia sản xuất là ra công nhân, rồi người ta còn tiêu dùng được, người ta còn sử dụng được. Để bóng đèn điện đó, nó sử dụng để người ta chiếu sáng kho xưởng ra làm việc rồi thì tạo ra của cải vật chất. Còn bất động sản thì gọi như là bong bóng rồi, tạo ra của cải vật chất, của cải gọi là ảo thôi, gọi là nó tăng giá ảo thôi. Còn khi mà nó xì hơi rồi thì nó bị bốc hơi hết, tất cả không còn giá trị gì nữa. Còn với những cái ngành nghề mà tăng gia sản xuất đó, thì người ta đó là giá trị thật, sản xuất ra một mặt hàng và di chuyển đến nơi khác rồi bán cho người khác thì người khác ra vẫn sử dụng, nó vẫn có giá trị trị gọi là xài và tiếp tục là để thúc đẩy những cái khác nó phát triển ra nữa. Còn bất động sản nó xì hơi coi như là nó biến mất luôn, bốc hơi hết luôn, nó tiền nó không vô túi ai hết. Ví dụ như bây giờ cái nhà nó mua 30 tỷ mà giờ là cái giá trị bây giờ là tài sản nó bị bốc hơi rồi, tức là giá thị trường bây giờ nó bị xì bong bóng, nó giảm 30 tỷ thì nó giảm 10% là 3 tỷ đi, 20% là 6 tỷ rồi. Tức là bây giờ giá trị căn nhà nếu mà giảm 20% thì nó chỉ còn 24 tỷ thôi. Rồi 24 tỷ thì 6 tỷ tiền đó nó đi đâu? Tiền đó nó bốc hơi, nó không vào túi ai hết. Cho nên là bây giờ chính vì vậy đó mà cái giá trị nó trở lại, nó sụt giảm. Mà cái giá trị tăng gia sản xuất nó không có, cho nên là cũng rất là nguy hiểm cho nền kinh tế. Đó, thì... cái này nó sẽ không bền, phát triển không có bền vững. Thành ra là gia đình chúng ta thấy cứ chu kỳ 8 năm, 10 năm nó lại xây lại một lần là nó lại ảo bong bóng nữa. Nó kể cả những việc băng đây, những hệ thống ngân hàng, phòng giao dịch đây thì người ta cũng đóng cửa, người ta bỏ hết rồi. Làm ăn kinh tế bây giờ thì khó khăn vô cùng. Thì nhìn chung lại, tổng quan lại tình hình kinh tế của Sài Gòn chúng ta, những cái cơn lốc xoáy mà nó cuốn đi tất cả các mặt bằng kinh doanh như thế này, trơ trọi, cuốn đi hết tất cả những cái nhà kinh doanh đầu tư, do là thua lỗ kéo dài. Bây giờ thì những cái người gồng thì cứ cầm cự mà gồng không nổi thì bỏ như thế này đây. Và tình hình thì chưa có thấy dấu hiệu gì gọi là phát triển và sôi động. Và nền kinh tế vĩ mô thì quý cô bác anh chị biết rồi, kinh tế vĩ mô thì có thể là tháng này bán đắt, tháng sau bán ế, nhưng mà về kinh tế vĩ mô thì hàng năm trời, năm 7 năm, 10 năm trời nó mới khôi phục trở lại. Cho nên là về kinh tế vĩ mô thì nó cần cái thời gian rất là lâu. Đó thì những cái cửa hàng mà phải nói là đóng cửa hàng loạt như thế này đấy, kinh doanh buôn bán của bà con thì rất là buồn. Khi mà Tết tới nơi rồi mà nhiều công ty, nhiều cửa hàng, nhiều doanh nghiệp phá sản như thế thì đây cũng là một cái Tết buồn. Và khi mà phá sản rồi thì không chỉ cái Tết đâu, và thậm chí là nhiều cái Tết sau nữa thì người ta cũng không có vui nổi. Tại vì vốn liếng, tài sản, rồi đam mê, tất cả người ta dồn vô hết mà người ta phá sản rồi thì giật dậy rất là khó. Có người thì người ta còn 5-3 năm, 5-7 năm sau người ta còn giật dậy, người ta làm ăn trở lại được. Có những người là bị suy sụp luôn và kiệt quệ luôn, suy tàn luôn. Cho nên là rất là buồn. Kinh tế bây giờ thì không biết phải nói như thế nào. Và mình cố gắng mình cũng tìm một cái gì đó để nó phát triển, nó sôi động. Nhưng mà rõ ràng thì Ri đang đi review thực tế trên đường, khi thấy gì Ri nói đó. Bây giờ thì tình hình kinh doanh buôn bán của bà con khó khăn như vậy mà Ri nói là kinh tế phát triển hay là như thế nào đó, Ri nói mặt tốt là bây giờ bà con làm ăn rất là được, thì chắc chắn là anh chị vô sẽ ném đá Ri. Cho nên là quý có một số anh chị cũng thông cảm cho Ri, tại sao mà Ri chỉ nói tiêu cực là tùy vào cái tình hình kinh tế, tùy cái thời điểm kinh tế. Khi mà chợ búa đồ bán sôi động thì Ri vô giai đoạn mà nó còn sôi động thì Ri sẽ bình luận nó rất là sôi động, bà con làm ăn rất là được. Nhưng mà bây giờ là do kinh tế suy thoái toàn cầu, không chỉ riêng Việt Nam mà tất cả các nước trên thế giới, cho nên là nhìn vào trước mắt chúng ta thế nào, suy thoái thế nào và bà con buôn bán khó khăn như thế nào thì Ri nói như thế đó. Hoàn toàn đây là Ri chỉ bình luận về cái cuộc sống của bà con thôi, chứ khi không nói về cái khía cạnh khác. Mong rằng quý cô bác anh chị cũng thông cảm cho Ri. Đó thì mặt bằng thì bây giờ te tua hết, nguyên một dãy như thế này
đó, đóng cửa hết nguyên dãy, không để tin luôn. Tính một cái dãy mà 5-10 căn như vậy thì cho thuê tháng là biết nhiêu tiền, cho thuê tiền tỷ không đó. Nhưng mà bây giờ mà đóng cửa nguyên dãy vậy đó, một cái con đường nó dài như thế này thì gia đình chúng ta thấy là mất biết bao nhiêu tiền mà nói, đồng tiền bị bốc hơi biết bao nhiêu mà nói. Cho nên là cũng rất buồn, rất là buồn cho nền kinh tế hiện tại. Clip của Đi đến đây thì cũng xin tạm dừng. Đi chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.